Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 29 tháng 2, tức 20 tháng Giêng âm lịch, tại khuôn viên Ban Quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, thành phố Hưng Yên, tổ chức khai mạc lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến năm 2024. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm nay, thành phố Hưng Yên tổ chức trở lại lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến, vừa đáp ứng nguyện vọng mong mỏi của nhân dân địa phương, vừa là dịp để quảng bá giới thiệu tới du khách thập phương những di tích lịch sử, những câu chuyện về mảnh đất mang đậm dấu ấn một thời vàng son, từng được mệnh danh là thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến. Đêm khai mạc diễn ra chương trình nghệ thuật Phố Hiến tinh hoa hội tụ và phát triển gồm hai phần: Phố Hiến nơi phù sa lắng đọng và Hưng Yên thanh thang đường mới, gồm các ca khúc nổi tiếng viết về Hưng Yên như Hưng Yên một khúc sử ca, Hưng Yên ân tình, Về Hưng Yên đi em, Tình khúc Nguyệt Hồ, Thanh thang đường mới, với sự thể hiện của các ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Thiều Thu Sa, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Khi được biểu diễn tại mảnh đất Hưng Yên thì An Thu An cảm thấy rất là bồi hồi, tự hào và xúc động. Biết được những cái di tích lịch sử cũng như là văn hóa dân gian truyền thống của Hưng Yên thì An cảm thấy yêu hơn và mến hơn người nơi đây. Rất là công phu, hoành tráng này, khơi dậy niềm tự hào của người Hưng Yên. Chương trình thì rất là hay và đặc sắc ạ. Khán giả em thấy mọi người đến rất là đông. Được tham dự lễ hội văn hóa dân gian Phú Hiến là một niềm vui. Em bé, tức là con của tôi, được tham gia vào những chương trình truyền thống như là xem múa rối, hát quan họ và nhiều chương trình như là triển lãm tranh. Như thế là giúp cho các cháu biết được là giá trị văn hóa của quê hương.